Này có một cộng đồng dân cư sinh sống rất là đông đúc và có những tín ngưỡng về chuyện với dân gian ở xã ông cơ. Và theo cái câu chuyện vâng dân gian ở đây ạ, cách đây thì nhiều ngày trước ạ, và theo vâng vua chúa thần đạo này cũng có là công chúa nước Đức đá bằng đá độc đáo ở đây đẹp quá, cho nên là quên mất cái thời gian là